giây phút nghẹn ngào nhớ lại những lần làm việc với tổng bí thư nguyễn phú trọng khi còn là tổng thư ký ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam ông vũ trọng kim đã trực tiếp báo cáo với tổng bí thư nguyễn phú trọng về tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân ông vũ trọng kim xúc động nhớ lại giản dị khiêm tốn nhưng trong công việc tổng bí thư nguyễn phú trọng luôn là người sâu sát am hiểu tường tận các vấn đề để chỉ đạo đúng trúng và sâu sắc nghẹn ngào khi nhắc đến vị lãnh đạo đáng kính, đại biểu Quốc hội Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Trung ương Hội cựu Thanh niên Sung phong Việt Nam nhấn mạnh, với 80 năm tuổi đời, 57 năm tuổi đảng, trong mọi hoàn cảnh, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn cho thấy rõ bản lĩnh, trí tuệ của người Cộng sản kiên cường, kiên định chủ nghĩa Mạc Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Giữ gìn nêu cao và lan tỏa phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, tính tiên phong, gương mẫu, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện. Ông Vũ Trọng Kim được tiếp xúc và làm việc với Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng từ những năm 1995, 1996. Khi đó, Tổng Bí thư đang giữ cương vị Tổng biên tập tạp chí Cộng sản. Còn ông Vũ Trọng Kim là bí thư thứ nhất ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa 6. Chúng tôi đã nhiều lần mời tổng biên tập tạp chí Cộng sản Nguyễn Phú trọng đến giảng bài về các nghị quyết của Đảng. Trong ấn tượng với những người trẻ khi đó, ông là vị cán bộ rất giản dị, chất phác, giọng nói trầm ấm. Ông Vũ Trọng Kim nhớ lại, năm 2000, ông Vũ Trọng Kim đã có 4 lần trực tiếp đến báo cáo công việc với bí thư thành ủy Hà Nội Nguyễn Phú trọng liên quan các phong trào thanh niên và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Bí thư thành ủy khi đó rất quan tâm, lắng nghe các đề đạt của chúng tôi. Để phát triển phong trào đoàn thanh niên thành điểm sáng ở Hà Nội và mở rộng ra cả nước, ông luôn nhắc nhở thế hệ trẻ phải thể hiện khát vọng vươn lên không ngừng. Thanh niên phải tiên phong trong việc trao dồi đạo đức cách mạng với tinh thần khiêm tốn, giản dị, cầu tiến, dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bạo lớn, có khát vọng vươn lên để cống hiến. Ông Vũ Trọng Kim hồi tưởng. Từng là ủy viên Trung ương Đảng các khóa 8, 9, 10, 11, ông Vũ Trọng Kim có cơ hội tiếp xúc, làm việc nhiều năm với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông nhìn nhận Tổng bí thư đã thể hiện tâm thế của một nhà lãnh đạo có tầm nhìn sắc sảo, nhạy bén với thời cuộc, với những chỉ đạo rất cụ thể, tường tận. Đặc biệt, Nội dung các văn kiện lớn đều được Tổng Bí thư quán xuyến, từ đó xây dựng nhiều chủ trương, chính sách đi sâu, đi sát vào từng tổ chức đảng, từng lĩnh vực, ngành nghề. Ông Vũ Trọng Kim bày tỏ, Tổng Bí thư có một trí tuệ và khả năng cống hiến rất lớn, nhiều người chia sẻ hình ảnh Tổng Bí thư làm việc đến tận những giây phút cuối cùng của cuộc đời, một sự tận hiến đáng khâm phục với lương tâm và trí tuệ của thời đại. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về cần, kiệm, liêm, chính, trí công vô tư. Theo ông Vũ Trọng Kim, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng. Cần, kiệm, liêm, chính là sự dày công học tập, bồi đắp của Tổng Bí Thư. Đây cũng là điều mà Tổng Bí Thư luôn nhắc nhở các tổ chức đảng, cá nhân mỗi đảng viên, cán bộ. Trong giai đoạn 2008-2016, với vai trò là Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Vũ Trọng Kim đã có một số lần báo cáo trực tiếp với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về tình hình đời sống xã hội, tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân cả nước. Theo ông, Tổng Bí thư muốn nghe tiếng nói thật của người dân, của nhiều tầng lớp trong xã hội. Ông Vũ Trọng Kim nhớ lại, trong các cuộc trao đổi, Tổng Bí thư luôn yêu cầu phải nói rõ về cuộc sống của người dân, tâm tư, nguyện vọng của họ là gì, những câu hỏi mộc mạc nhẹ nhàng nhưng đầy sâu sắc của Tổng Bí Thư đã cho thấy tầm vóc một người đứng đầu của Đảng, luôn quan tâm đến cuộc sống của tất thảy người dân. Năm 2022, luật thi đua khen thưởng sửa đổi được Quốc hội khóa 15 thông qua đã bổ sung hình thức khen thưởng, huy chương thanh niên sung phong vẻ vang. Để có được kết quả này, Chủ tịch Trung ương Hội cựu Thanh niên Sung Phong Việt Nam Vũ Trọng Kim cho biết là nhờ sự quan tâm rất lớn của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ông vũ trọng kim nhớ lại thời điểm đưa ra đề xuất này tổng bí thư đã chủ trì cuộc họp của ban bí thư với sự tham gia của các bộ ngành ông trải lòng sau khi thảo luận ban bí thư đã đồng ý về chủ trương tổng bí thư đã giao ban cán sự đảng chính phủ xem xét đề xuất cụ thể đưa vào luật thi đua khen thưởng sửa đổi tổng bí thư yêu cầu làm thế nào để cựu thanh niên sung phong sớm được đón nhận phần thưởng này của nhà nước vì các cựu thanh niên sung phong hiện đã lớn tuổi Chính điều này đã làm tôi rất xúc động. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đi là sự tổn thất to lớn của Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam. Trái tim của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người chiến sĩ cộng sản, nhà lãnh đạo xuất sắc, trí tuệ, bản lĩnh, một nhân cách lớn và nghĩa tình, đã ngừng đập vào ngày 19 tháng 7 năm 2024. Với 80 năm tuổi đời, gần 57 năm tuổi Đảng, 14 năm trên cương vị Tổng Bí thư hơn 2 năm trên cương vị Chủ tịch nước, hơn 5 năm, năm trên cương vị Chủ tịch Quốc hội. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn trang trở, tâm huyết với sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc. Cùng với Trung ương đảng, nhà nước, chính phủ, lãnh đạo toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đạt được nhiều thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mất đi là một tổn thất to lớn đối với đảng, nhà nước, nhân dân ta và gia quyến tổng bí thư. Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức quốc tang. Với những người cao tuổi, những người đã về hưu, có lẽ sự ấm áp trong hình ảnh của Tổng Bí thư mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện trên TV cũng là điều họ không bao giờ quên được. Và giờ đây, khi ông đã ra đi, hình ảnh ấy cứ vẫn mãi khiến họ nao nao, rưng rưng trong lòng. Ông Hà Văn Lũng, nguyên phó chủ tịch Hội người cao tuổi phường Đội Cấn tâm sự. Tôi thường đại diện tổ dân phố, đại diện phường tham gia các cuộc tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại khu vực quận Ba Đình. Dù là lãnh đạo cao cấp của Đảng, nhà nước, nhưng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khá gần gũi, cởi mở, luôn trò chuyện thân tình với mọi người. Trong cuộc tiếp xúc cử tri, những câu hỏi, vấn đề mà cử tri nêu ra đều được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trả lời đầy đủ nhất là với vấn đề chống tham nhũng. Đồng chí Tổng Bí Thư đã chỉ ra những tồn tại trong công tác cán bộ. Thực tế trong thời gian qua cho thấy, công tác chống tham nhũng đã đạt được những kết quả nổi bật. Nhiều cán bộ, trong đó có cán bộ cao cấp, đã bị xử lý. Điều này có vai trò vô cùng to lớn của sự quyết liệt, dũng cảm của đồng chí Tổng Bí Thư. Trong lòng ông Đoàn Việt Phương, cựu chuyến binh phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội, thì Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng là người cộng sản kiên trung, tấm gương mẫu mực về đạo đức, lối sống, Đối với thói hư tật xấu và những tiêu cực, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kiên quyết đấu tranh tới cùng. Ông Đoàn Việt Phương rưng rưng tâm sự, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời để lại sự thương tiếc trong lòng nhiều người dân. Cũng là một người có nhiều cơ hội được tiếp xúc với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam cho biết, tôi vinh dự có một số lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các cuộc tiếp xúc cử tri. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người có trí tuệ, văn hóa, là một nhân cách lớn luôn mong muốn đất nước có được sự ổn định phát triển tổng bí thư nguyễn phú trọng là con người liêm khiết trong sạch giản dị gần gũi luôn lắng nghe ý kiến những người xung quanh của nhân dân tổng bí thư nguyễn phú trọng ghét tiêu cực tham nhũng đã chỉ đạo xử lý nghiêm các vụ việc tiêu cực tham nhũng nên được nhân dân tin yêu gọi là người đốt lò vĩ đại rất nhiều vị có chức quyền nhưng sai phạm đã bị tổng bí thư nguyễn phú trọng chỉ đạo xử lý nghiêm đây là hoạt động nhằm củng cố xây dựng đảng trong sạch vững mạnh xây dựng đất nước phát triển. Ở một góc độ khác, tôi đánh giá Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người có trí tuệ, lý luận và gắn với thực tiễn, đúc rút thực tiễn thành kinh nghiệm để phát triển lý luận. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đi, Đảng, nhà nước và nhân dân ta mất đi một con người trí tuệ, sâu sắc, tấm gương mẫu mực cho sự khiêm tốn, một nhân cách bình dị, hết lòng hết sức cho hạnh phúc của nhân dân. Nhớ mãi những chuyến đi công tác chung với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi ông đang đảm nhiệm Chủ tịch Quốc hội khóa 12, Tiến sĩ Phan Xuân Dũng cho biết, khi đó ông là đại biểu Quốc hội chuyên trách, ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội. Nhiều lần được đi công tác cùng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, được học hỏi ở người đứng đầu cơ quan Quốc hội phong cách giảng dị, khiêm tốn, thể hiện ngay ở những việc rất đơn giản. Tiến sĩ Phan Xuân Dũng xúc động nhớ lại, khi chúng tôi vào dự lễ khánh thành nhà tưởng niệm của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng ở Quảng Ngãi, chúng tôi đi bằng tàu hỏa, đến sáng hôm sau, đồng chí Chủ tịch Quốc hội cần phải phát biểu. Tối hôm ấy đồng chí gọi tôi sang phòng rồi chính đồng chí đọc trước bài phát biểu cho tôi nghe rồi hỏi cậu có ý kiến gì thêm không một vị lãnh đạo đứng đầu cơ quan quốc hội nhưng lại rất khiêm tốn và luôn có tinh thần cầu thị quả thật khiêm tốn làm cho con người ta thêm vĩ đại và sự khiêm tốn của đồng chí nguyễn phú trọng đã làm nên nhân cách của đồng chí trong quá trình được làm việc tiếp xúc với đồng chí nguyễn phú trọng tiến sĩ phan xuân dũng luôn nhận thấy ở đồng chí tổng bí thư luôn toát ra tầm nhìn trí tuệ phương pháp làm việc khoa học bao quát thời kỳ đồng chí làm chủ tịch quốc hội bí thư đảng toàn quốc hội đồng chí luôn đau đáu quan tâm làm sao đổi mới hoạt động cơ quan dân cử quốc hội để ngày càng có hiệu quả hiệu lực mỗi lần diễn ra các kỳ họp quốc hội đồng chí đều yêu cầu phải có sự đổi mới về nội dung các dự án luật những đợt giám sát tối cao của quốc hội cũng như giám sát của quốc hội và các ủy ban đồng chí đề nghị phải làm sao để những công việc ấy sát với thực tiễn nhưng cũng phải hướng tới tương lai để các quy định của pháp luật phù hợp với thông lệ cũng như quá trình hội nhập quốc tế để đất nước ta tiến nhanh tiến vững chắc với các nước đồng thời cùng quá trình đó hệ thống pháp luật nước ta cũng cần được triển khai đầy đủ cụ thể để người dân nào đọc cũng có thể hiểu và thực hiện được